chào các bạn. Tinh tay ba vốn là chủ đề quen thuộc ở trong các bộ phim Hàn Quốc và chủ đề này vẫn tiếp tục được các nhà sản xuất mang đến trong năm 2022. Video này của blog giải trí thì sẽ giới thiệu đến bạn những chuyện tình tay ba khi khán giả đau lòng trên màn ảnh nhỏ của năm nay các bạn nhé. 1. Bộ phim Hàn Quốc Love in Contract, hợp đồng tình yêu. Một bộ phim Hàn Quốc đang làm mưa làm gió gần đây chính là bộ phim Love in Contract, tựa Việt là hợp đồng tình yêu. Bộ phim thể loại tình tay ba này thì được dẫn dắt bởi Park Min Young, Woo Kyung Pyo và Kim Jae Young. Tác phẩm xoay quanh Choi Sang Un, Park Min Young đóng, đang hành nghề làm vợ thuê dưới dạng hợp đồng. Trong các khách hàng của mình, có một người khiến cô ấn tượng và rung động mạnh mẽ, chính là thẩm phán Jung Ji Ho, do Woo Kyung Pyo thủ vai. Không chỉ nữ chính mà chàng nam chính này cũng dần nảy sinh tình cảm với cô vợ hờ của mình. Trong khi Ji Ho đang trên đà thắng thế, thì nam nghệ sĩ Kang Hae Jin, Kim Jae Jong đóng lại bất ngờ xuất hiện. Anh đã thích Choi Sang Un ngay từ thời trung học và coi cô là mối tình đầu của mình. Và đến tuổi trưởng thành, để tiếp cận Sang Un, anh đã quyết định ký hợp đồng với cô để tăng cơ hội tán tỉnh. Blog giải trí thì cực kỳ yêu mến bộ đôi chính, cũng như mong rằng họ có thể đối diện với cảm xúc thật và đến với nhau. Nhưng có vẻ loạt hành động của nam phụ đang khiến cho mối quan hệ của bộ đôi chính này ngày càng chênh vênh. Hy vọng trong những tập tới thì thẩm phán Jung sẽ mạnh mẽ và quả quyết hơn trong việc giành lại trái tim của nàng Choi. Bên cạnh mối tình tay ba giữa các nhân vật thì hợp đồng tình yêu còn tạo ra sự thu hút nhờ câu chuyện riêng gây tò mò của Jung Ji Ho và Choi Sang Un. Hai, bộ phim Hàn Quốc Cheer Up, vũ điệu tuổi trẻ. Cheer Up là bộ phim học đường Hàn Quốc mới được ra mắt vào nửa cuối năm 2022, cũng về thể loại tình tay ba. Bộ phim Hàn Quốc này thì có sự tham gia của dàn diễn viên trẻ như Han Ji Hyun, Baek In Hook, Kim Hyun Jin, vân vân. Bộ phim này kể về Do Hae Yi, Han Ji Hyun đóng, một cô gái xinh đẹp. Gia cảnh khó khăn, cô đã phải bươn trải và mưu sinh kiếm sống. Tuy vất vả, tuy nhiên Hae Yi luôn mang đến một nguồn năng lượng tích cực. Rồi một ngày nọ, thì Hae Yi tham gia đội cổ vũ Thế An và gặp được đội trưởng Park Jung Woo, Baek In Hook đóng. Và trước sự ấm áp của anh, nữ chính dần rung động. Nhưng cô không hề hay biết rằng nam sinh Jin Sun Ho, Kim Hyun Jin đóng cũng đã để ý và rung động với Hae Yi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bộ phim vũ điệu tuổi trẻ khiến blog giải trí thích thú nhờ vào màu sắc tươi sáng, lãng mạn. Dàn diễn viên xinh đẹp cũng là yếu tố thu hút của phim tình tay ba này. Ngoài ra thì blog giải trí thấy rằng nữ chính và nam chính khá là đẹp đôi. Nhưng mà liệu rằng anh có phải là lựa chọn cuối cùng của cô hay không? Hãy cùng chờ đón những tập kế tiếp của bộ phim Hàn Quốc Cheer Up này nhé! 3. Bộ phim Hàn Quốc I'll Be Love Summer, mùa hè yêu dấu của chúng ta. Đầu năm 2022, thêm một cuộc tình tay ba khác cũng khiến các mọt phim Hàn Quốc phải đau đầu. Chính là bộ phim I'll Be Love Summer, tựa Việt là mùa hè yêu dấu của chúng ta. Bộ phim tình tay ba này có sự tham gia của Choi Woo-sik, Kim Da-mi, Kim Sung-chon, vân vân. Bộ phim Hàn Quốc I'll Be Love Summer thì lấy bối cảnh tại một trường cấp 3. Cook Jong-soo, Kim Da-mi đóng là một học sinh giỏi tiêu biểu. Tuy nhiên có tính cách khá là lạnh lùng. Cô vô tình khiến cho Choi Woo-sik, Choi Woo-sik đóng và Kim Ji-gung, Kim Sung-chon đóng rung động. Tuy nhiên điều đặc biệt là cả hai anh chàng lại là bạn thân chí cốt của nhau. Về sau thì nữ chính và Choi Woo-sik đã trở thành một cặp đôi. Họ đã có một chuyện tình đẹp ở thời học sinh. Và dù trải qua biết bao nhiêu sóng gió, cuối cùng bộ đôi chính đã trở về bên nhau và cùng nhau có một mái ấm hạnh phúc ở tuổi trưởng thành. Và dù khá tiếc cho sự chân thành và tình cảm sâu đậm mà Ji Hoon dành cho Jong-soo, tuy nhiên mối quan hệ khăng khít của cô và Choi Woo-sik là không thể phủ nhận. Đối với nhiều khán giả, đây có lẽ là bộ phim Hàn Quốc tình cảm tay ba hay nhất năm 2022. Minh chứng là tập cuối của bộ phim Hàn Quốc này đã đem về những thành tích khá là khủng khi liên tục lọt vào top 10 video trên Naver cũng như đạt được hot search tại nhiều nước trên thế giới trong khung giờ phát sóng. Và theo Nielsen Korea, tập cuối cùng của mùa hè yêu dấu của chúng ta phát sóng vào ngày 25 tháng 1 đã ghi nhận tỷ suất người xem trung bình ở trên toàn quốc là 5,3%. Và đây là một bước nhảy vọt so với mức rating của tập trước là 4,2%. Và trên đây là top 3 bộ phim Hàn Quốc có những mối tình tay ba đầy ngang trái, tuy nhiên nội dung lại vô cùng hấp dẫn. Hãy cùng theo dõi tiếp hai bộ phim đầu tiên để xem kết thúc sẽ như thế nào các bạn nhé. Đến đây thì video chúng mình cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nhé.